Lịch sử dân tộc ta đã khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ trên các lĩnh vực trong các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Sau 85 năm xây dựng và phát triển, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng được khẳng định vững chắc. Phát huy những phẩm chất trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng, phụ nữ Vĩnh Phúc đã và đang cùng với phụ nữ cả nước xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng về quy mô, chất lượng, trình độ, tích cực, hiệu quả trong các hoạt động, công tác hội. Đi đầu trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với trên 130.000 hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh là một trong những tổ chức đoàn thể chính trị hoạt động với quy mô rộng khắp tại các địa phương. Với các phong trào hoạt động cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ đang trở thành một lực lượng quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển của mỗi địa phương. Trong những năm qua, nhiều phong trào được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai tới toàn thể các cấp hội, thu hút đông đảo các hội viên tham gia. Điển hình như phong trào phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phụ nữ Vĩnh Phúc tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực sự đã phát huy hiệu quả vai trò của mình. Hàng nghìn chị em phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đang xuất hiện ngày càng nhiều. Trong những năm qua, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thì với cái vai trò là bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, cũng như là tham gia xây dựng quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền và cũng phục vụ vì bình đẳng giới. Thực hiện lời dạy của Bác thì cũng có những cái mô hình lợn nhựa tiết kiệm, rồi là những cái vốn quỹ tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm để giúp cho những chị phụ nữ làm chủ kinh tế trong gia đình. Bên cạnh đó thì thành lập những cái câu lạc bộ mẹ và con gái xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng câu lạc bộ Tứ Đức, phụ nữ tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang, thì thực hiện gắn với hai cái đề án. Đề án 343 là tuyên truyền giáo dục đạo đức cho phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và đề án 704 là giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, là cũng đã được Trung ương hội cũng như các cấp các ngành đánh giá cao trong cái đợt tổng kết vừa rồi, cũng đã được khen thưởng tập thể cũng như là cá nhân của hội. Song song với đó thì cái công tác nhân đạo từ thiện cũng luôn được hội quan tâm và đã tặng những cái suất học bổng cũng như là xây dựng được 191 ngôi nhà mái ấm tình thương để góp phần vào xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp theo như lời Bác Hồ đã từng căn dặn khi về thăm Vĩnh Phúc. Là một trong những tổ chức hội tiêu biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng mở rộng nâng cao chất lượng hội viên. Nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai rộng khắp. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo đã mang lại những kết quả tích cực. Hầu hết các hội viên khó khăn có nhu cầu được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn từ nhóm phụ nữ tiết kiệm, vốn của tổ chức tài chính vi mô tình thương TIM. Đến nay, tổng nguồn vốn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường của thành phố đang quản lý trên 70 tỷ đồng cho hơn 3.700 hội viên vay. Trong đó có hơn 300 hội viên là phụ nữ thuộc diện hộ nghèo. Với các cấp hội phụ nữ thành phố trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội và gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thế và các cuộc vận động thì hội phụ nữ thành phố chúng tôi cũng đã triển khai làm tốt. Thực hiện cái cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã triển khai cái hoạt động tiết kiệm tài trị hội. Thì đến nay thì đã tuyên truyền vận động hội viên trên địa bàn thành phố tiết kiệm được gần 3 tỷ đồng. Thế và cũng giúp cho gần 1.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa, hội viên chi hội phụ nữ khu phố Vinh Thịnh Tây, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Trước kia có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải nuôi hai con học đại học. Chỉ sau một năm được hỗ trợ vay vốn từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khai Quang, chị đã mạnh dạn mở cửa hàng tạp hóa, bán rau hoa quả, phục vụ nhu cầu người dân khu phố. Đến nay, cuộc sống của gia đình chị đã có nguồn thu nhập tương đối ổn định và không còn là hộ nghèo. Nhờ có nguồn vốn của hỗ trợ hộ nghèo đấy, thì phụ nữ đấy thì là tôi sử dụng vào
việc bán hàng rau và dưa đấy, với lại chăn nuôi, với thế nuôi hai cháu học đại học ạ. Cùng với các hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh, phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn đoàn kết, chấp hành kỷ luật kỷ cương quân đội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Với 5 cơ sở hội cùng 112 hội viên, các phong trào thi đua luôn diễn ra sôi nổi. Điển hình như phong trào phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào lượng nhựa tiết kiệm trong chi tiêu gia đình và tiết kiệm điện nước. Thực hiện tốt cuộc vận động gia đình 50 ba sạch. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra với khí thế thi đua rất cao. Từ các phong trào, mỗi hội viên phụ nữ được học hỏi, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tự sáng tạo, thể hiện bản thân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Là phụ nữ lực lượng vũ trang nên là chị em cũng có rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thế và nhưng mà chị em đã phát huy cái vai trò, tức là chị em là đoàn kết, và thứ hai nữa là phấn đấu nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, mà đặc biệt là chị em tham gia nhiều các hoạt động phong trào tích cực mà nó có gắn liền với cái phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Chị em đã đóng góp là trên cái nhiệm vụ chức trách chuyên môn được giao, là chị em tích cực là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và thứ hai là các nhiệm vụ khác của đơn vị là chị em tham gia rất là nhiệt tình. Những cái thành tích mà đó nó cũng không nhỏ để đóng góp vào cái kết quả chung của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc. Là một đơn vị lực lượng vũ trang, Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh hiện có 10 chi hội phụ nữ cơ sở với tổng số 115 hội viên. Tổ chức hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, điển hình như phong trào vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu hành động, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được thực hiện phù hợp với các nhiệm vụ chính trị của cán bộ, hội viên phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh. Qua đây, nhiều tổ chức cơ sở hội, hội viên phát huy được bản lĩnh, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến nay đã có hơn 120 hội viên. Các cán bộ, hội viên được bố trí ở tất cả các vị trí công tác trong lực lượng, từ công tác tham mưu, công tác hồ sơ, công tác tổ chức cán bộ, công tác huấn luyện đào tạo, công tác kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy, cứu nạn cứu hộ, và đặc biệt là công tác hậu cần và trang bị kỹ thuật, thì các đồng chí dù ở bất cứ lĩnh vực công tác nào cũng đều hoàn thành tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao, không ngại khó ngại khổ, học luôn có ý thức học hỏi, vươn lên trong công tác, sẵn sàng nhận hoàn thành bất cứ nhiệm vụ công tác nào được giao. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh qua nhiều chính sách, đề án, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đang có cơ hội tham gia các hoạt động trong xã hội, phát huy truyền thống vẻ vang, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Phấn đấu vươn lên khẳng định vị trí của mình trong xã hội, xứng đáng với danh hiệu cao quý của phụ nữ Việt Nam, trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng.